Thằng Toản ô một hộp đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, rơ rơ phát đấy là Toản. Đấy, đấy, đấy. Ngắn gọn, thông báo ngắn gọn là hôm nay chúng ta đi mở nút. Nút gì, Toản. Nút gì? Nút khăm ở nút vàng các bác ạ, tiếng Thái, nút khăm. Mở nút vàng nha, ngắn gọn là như thế, nút vàng. Đi mở nút vàng ở bờ suối. À, ở đâu? Ở bờ sông, bờ suối. Thôi còn mình đi xuống, người ta sẽ trình bày dài dòng hơn rất là nhiều. Xuống trước đi. con này máu thế mày. Xin chào các bác nhá. Ngắn gọn như vừa nãy tôi có nói cái đoạn ngắn vừa nãy với anh Toản ấy, ôm cái hộp. Nói anh ta đi đập hộp cái nút vàng ở góc kia kìa. Đây bây giờ bắt đầu đến chương trình trình bày rất là dài dòng luôn. Bây giờ là khoảng tầm 8 giờ sáng, anh em tôi đang ở sát bờ sông Đà. Đây là sông Đà các bác nhá, thượng nguồn phía sông Đà nhá. Tôi đã từng nghe một bài hát có một cái đoạn như thế này là suốt nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào sông quê ấy. Bản thân tôi cũng thế thôi, mới trải qua một nửa cuộc đời người, cũng đi rất là nhiều nơi, cũng ở rất là nhiều chỗ, cũng làm rất là nhiều việc. Nhưng mà đến cuối cùng lại quay về cái nơi tôi sinh ra và lớn lên ở đây, sông Đà. Dòng sông quê à? Dòng sông quê đấy, thằng Toản nó đang hát đấy các bác. Thì 6 năm vừa qua tôi cùng anh em trên này, chị em trên này đi nhiều nơi, vào nhiều rừng, ngủ ở nhiều suối, bắt được nhiều cá, làm được nhiều sản phẩm, kéo được nhiều trâu về cho các bác. Thế nhưng có một điều đặc biệt rằng là tất cả mọi cái chương trình từ ngày xưa tôi làm, những sản phẩm tôi làm từ xưa đến nay bắt đầu, ngày đầu tiên nhất là bắt đầu từ phía sông Đà các bác ạ. Anh em đang kéo thuyền ra đá. Thế còn đây cái nút vàng này là rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều các cái tình cảm gửi gắm ở trong này. Và khi mở ra trong này sẽ có một cái điều đặc biệt ở trên cái nút vàng, tôi sẽ gửi tặng đến tất cả các bác nha. Thôi đi thôi, tí nữa cho tao lái một đoạn nhá. Toản, tí cho tao lái một đoạn nha. Tôi đang tập lái thuyền mà các bác. Hôm tao lái được một đoạn rồi, lái được xa xa rồi đấy. Lên đoạn trên bắt đầu lái, đoạn trên này kìa. Thằng Toản đang bảo là tôi lái thuyền đi chơi luôn. Dài tao ngoáy cho một phát là Toản. Mình ra mình ngoáy rơi cả mấy ảnh xuống nước các bác nhá. Ngồi nhá. Ngồi chứ. Xuống nhá anh em, nay được mình cầm lái nhá. Lái thuyền này sướng lắm các bác ạ. Thằng này thua mình rồi. Đây. Chạy bò bò luôn đây. Nhìn con trai đấy, hôm nay được đấy. Nhìn hôm nay con trai đấy. Không. Lên một cái thác anh em tôi phải đi bộ ra ngoài các bác ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt sông Đà nhá, rẽ vào một cái suối. Một cái suối này là sẽ bắt đầu từ rất nhiều cái kỷ niệm của chúng tôi với lại các bác từ ngày xưa.
Tạm biệt sông Đà trước các bác nha. Xong rồi chào cái suối mới. Đây các bác nhá, đây là sông Đà đi thẳng cái hướng này lên, chúng tôi vừa từ dưới này lên này. Thì bây giờ chúng ta không đi thẳng sông Đà nữa mà rẽ vào một cái suối các bác nhá. Rẽ vào cái suối trong này. Lên thuyền thôi. Suối đây mà đẹp to như sông Đà các bác ạ. Suối to lắm. Trên này thác to mà, đi chắc đoạn trên kia là bọn tôi dừng ở đấy, chúng ta dừng ở đấy nhá các bác nhá. Bắt đầu bỏ bớt đồ ra khỏi thuyền đó các bác nhá. Thằng Toản nó lấy chài nó đi, nó quăng chài đó. Mình lờ các ông cho nó hớt một tí, không có gì ăn. Đây cái ăn, hôm nay bọn tôi này, các bác để quay, tôi quay lại mấy ảnh này. Bọn tôi hôm nay là có một loạt vịt và một con dê rất to các bác ạ. Con dê nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ nướng thịt dê. Nướng thịt dê và thịt vịt ở trong góc kia. Ăn mừng trông nó đập nút vàng ở trong góc kia các bác nhá. Một con dê nướng. Toán, mày ăn phần nào? Ngay sau lưng tôi là dê, là vịt nướng các bác nha. Thế còn ra đây chuẩn bị đi Toán ơi. Về đi. Về chuẩn bị, mày đi mài dao đi. Hả? Mày dao cắt á? Đi mài dao xong là cho nó sạch sạch tí, về cắt này cho nó đẹp. Thế nha. Con được không? Nó vàng. Phẳng phẳng này. Hả? Nhẹ. Lâu ấy này, lâu ấy mòn ấy nhỉ. Thằng Toản đang mài dao để chuẩn bị đi mở nút vàng đây các bác. Nào, các bác đã chuẩn bị sẵn bia, sẵn rượu, sẵn đồ ăn, đồ uống rồi chưa? Nếu bác nào mà chưa chuẩn bị thì vui lòng tạm dừng đã, đi chuẩn bị đồ uống, đồ ăn nhá. Tí nữa liên hoan cùng anh em tôi sau khi mở nút vàng xong. Còn bác nào đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vui lòng kiên nhẫn chờ thêm một tí thôi. Toàn nó mổ, quên, mài dao xong là anh em ta vào cắt cắt nó ra. Tiến hành. Toàn ơi, phát cái này Toàn ơi. Có quần hàng. Tôi làm bảo nó gì nặng thế? Mấy tạ gì? Thế này mà nặng thế. Mình cũng nhảy xuống nước anh. Cờ. Ồ, nặng thế. Anh thêm, về rào chê. Cái này tao buộc chặt lắm. Từ từ để tao cởi cái lớp này ra xong mày bóc bên trong. Bởi vì là cái này ở nhà tao đóng gói mà. Để nhìn thấy mặt tao Toản ơi. Nghiêng nghiêng thế này đấy. Rồi luôn. Đấy. Thế này bây giờ thì cái các bác nhớ nhá, tôi khi mà YouTube gửi cho tôi cái mã để nhận cái nút vàng như thế này ấy, tôi không ghi là Hoa Ban Food nữa mà tôi ghi là Hoa Ban Food, cộng đồng Hoa Ban Food nha các bác nhá. Cảm ơn tất cả các anh em đã từ trong nước này, nước ngoài
dành cho chúng tôi những cái tình cảm để mà nhận được cái nút vàng danh giá này của YouTube. Toàn thấy này, cái này mang về các bếp được không? Có. Được cái gì? Nút vàng tạm thời để đây đó các bác nhá. Chuẩn bị xem cơm nước thế nào đã. Ăn cơm đã. Như đã hứa với các bác, hẹn với các bác là chúng ta chuẩn bị đến tí nữa là vào mâm. Ai cũng sẽ vào mâm, các bác lấy bia, lấy nước ngọt, lấy đồ ăn đồ uống đi. Hôm nay là mâm đúng kiểu mâm đẹp đấy. Mâm giá chín. Mâm chuẩn đấy các bác ạ. Các bác đã hình dung ra mâm này làm kiểu nào chưa? Đợi một lát nữa nha anh em, làm xong là ta quay lại là đẹp luôn. Con dê ngoài kia thì sắp chín rồi các bác. Vịt thì đã chín rồi này, ba con rồi này. Đây. Tí nữa là mình chặt đôi một phát ra, xong là mỗi ông một nửa các bác nhá. Không chặt bé bé gì cả đâu. Nhìn ngon chưa các bác? Đấy. Đói lắm rồi đấy. Còn anh Thêm trong kia đang chuẩn bị một món, hai món nữa là xong. Cho thằng này đi triển khai cái con vịt này đã. Còn đây là lòng dê luộc các bác ạ. Nhìn cũng hấp dẫn lắm. Chuẩn bị xong là tí nữa mình vào mâm các bác nhá. Cố gắng kiên trì anh em tôi một tí nữa là chúng ta cùng nâng ly. Mết là mì chín. Ngoài kia anh em đang thái lòng phèo, lòng phiếc với lại băm hai con vịt, năm con vịt ra các bác nhá. Cái thịt dê nướng này nhìn đẹp không các bác? Vàng rộm như này, chuẩn bị ăn thôi. Các bác nhìn thế này. Nét chưa? Thấy chưa? Bỏ đây. Cái gì đấy, cái gì đấy? À cái mề của nó à, cũng cho vào trong luôn à. Thằng này hôm nay ác nhỉ. Tí nữa cho công nuốt cả cái đi. Trẻ hai thôi. Bổ hai thôi, 5 con mà đúng không? Ừ, mỗi thằng hai cái. Trẻ hai, trẻ xong còn thôi. Còn cái này là bẻ bổ đôi nữa là xong. Phát xong. Tí nữa. Ô, bắn hết là tao rồi. Úi giời. Đấy. Bỏ vào đây. Mang đi bán đi. Mang đi bán đi. Còn 4 con nữa các bác ạ. Nào. Con dê này chín rồi đấy các bác ạ, khênh ra đi. Mày. Anh em khênh ra xong để một tí nó nguội xong mình chặt ra ăn thôi. Ui dồi, ra đây quay cận cảnh các bác nha. Các bác nhìn thịt dê thế nào, có giống như thịt lợn trước con tôi mổ không? Thịt dê nó cứng hơn các bác ạ, nó không được phồng rộp ra như là thịt lợn đâu. Da nó rất là dày, cứng lắm. Đợi một tí nữa là nguội là mình chiến thôi. Ngắm nghía từng góc một xem nào. Đây này. Hôm nay thì xay bét tay lại nhè rồi. Các bác nghe nó cạo này, tôi cạo này. Thấy chưa, da nó cứng thế này cơ mà. Ui. Nào anh em chuẩn bị vào mâm đi. Mâm hôm nay của chúng tôi là đàng hoàng lịch sự các bác. 10 người. Rượu thì có cả một can đi kìa. Ơ còn cái rượu nấm ngô cẩu đâu ấy nhở? Đâu đâu đâu, mang ra lên hốt đi. Cái này chê ra hai đúng. Vào đi.
ban đang đẩy mình ở ban. Ô, ông tìm ở mũ kim ở đây, đi đây. Đó là cắp cơ nhỉ? 500. Ờ, con bé đấy nhỉ? Bé cái gì nữa? Trứng mâm mà. Thế thôi. Các bác ơi, từ trưa giờ chưa được ăn gì. Nào các bác đợi chúng tôi lâu lắm rồi đấy nhỉ. Chúng ta chuẩn bị vào mâm nhá. Mỗi người một nửa con vịt thế này các bác nhá. Chấm với lại mắc khén muối ớt hạt dổi. Cay le lưỡi luôn. À, kí nè nè nè. Luôn luôn luôn. Đây là lòng lòng dê các bác nhá. Lòng á? Đây còn... Thôi, đẩy quá rồi. Ô, đẩy thế. Này, tí nữa tao chết à? À, làm một ấy thôi. Ô, rượu nấm ngọc cẩu uống với thịt dê thì nó mới đúng kiểu ấy rượu với nhau đấy. Nó đi với nhau. Thôi. Đúng rồi. Chúc uống đi anh em ơi. Chúc mừng sức khỏe, chúc mừng nút huy chương vàng nhá. Uống đi anh em có kia. Huy chương vàng nhá. Huy chương vàng uống đi. Cảm ơn nhá. 1, 2, 3, rô, 2, 3, rô, 2, 3, uống. Cốc đấy là uống với anh em miền Nam một ly. Uống rồi. Để chúc sức khỏe anh em miền Nam nhá. Đấy. Cùng vui với Huy chương vàng. Chúc anh em miền Trung nhá. Hôm nay bọn tớ đi cùng mùa nút vàng mùa sung rồi. Chúc anh em khỏe nhá. Chúc sức khỏe anh em miền Bắc nhá. Cùng nâng ly rượu để chúc mừng nút vàng. Còn bây giờ tôi chúc tất cả các anh em nhá. Một ly. Chúc sức khỏe dồi dào, luôn ủng hộ anh em tôi trong những chặng đường kế tiếp các bác nha. Mời các bác. Nào Anna, bây giờ tôi gầm cái này đấy. Này. Ông nhìn. Ờ có đây, không tao này hôm qua. Nó mà phá. Thôi cơm đi anh em ơi. Ăn đi. Mì nó đây. Làm cái món này trước đi các bác ơi. Khả năng như nào đến được. Đi hoàn tí đi. Ăn cả cái này đi. Toàn thấy ngon không? Ngon rồi. Ừ. Thằng Tiến ăn thế này này. Ui, nhưng mà dài thế. Đây, dài thế à, tay bạn. Bao cái này, bao cái này. À, biếu nhưng mà lấy chả. Đây đây cũng là. Vâng, à, khai ăn mỗi tội này trông nữa tay dính hết rồi. Tí thì phải lau quần. Lau quần. Cái này cái gì đấy? Thịt vịt ăn cả con thế này thì nó phê lắm các bạn. Mỗi tội là thịt vịt này nuôi kiểu nuôi dân dã nó dai. Mình gặm còn gãy răng rồi đấy. Tụt cả răng ra cơ mà. Thử lòng dê tí xem nào. Lòng dê chấm chẩm chéo với ớt này thì ngon. Dưới kia toàn chấm gừng với chấm cái gì ấy. Mấy hạt dổi đủ đủ này cũng ngon. Thơm. Thế này thì Toàn ơi, sang năm này cố gắng đạt thêm một nút vàng nữa. Cứ mỗi năm một cái nhỉ. Sang năm thì nướng con gì thôi khác thôi, con dê. À quên nói con dê các bác, con dê vẫn còn đang ở góc kia các bác nhá. Kìa, nó đang nằm ở kia kìa. Phải một người về giúp các bác ạ, thịt dê này nó to mà. Hai anh em làm. Đấy, hai anh em cho hai anh em này làm. Xem nào, xem cắt ra như thế nào các bác ạ. Tôi cũng chưa bao giờ được ăn thịt dê nướng hôm nay. Nhân cơ hội liên hoan mới được thế này. Xôi thịt dê. Anh Trường ơi, ngửi lên em băm này. Dê là mùi ác không ăn được. Thì bây giờ mình chửi xem nó có mùi gì không. Úi dồi thằng Toàn băm này, úi dồi. Từ từ lấy. Nhân ơi đây. Nhân ơi là Nhân. Lấy cái lấy băm 5 vùng nồi lấy cả. Vùng nồi to cái này. Cái to. Say hết rồi ông Thêm chạy cuống đi từ vườn sông rồi.
nồi canh to to cái đây. 5 nồi canh to đấy, đấy. Đấy, 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 đấy. Xay hết rồi. Đấy, đấy. Cái bố hết to quá, mình nhà nhìn. Cái này đấy. Nhân của nó mà. Cầm đang được rồi. Cô ơi, cầm một bên nha. Chặt luôn kiểu này. Bực vãi hết rồi. Có bác cái nhìn dễ ác không? Có dao chặt khiếp nhờ. Từ từ nha. Mày và anh chế tế. Xem kìa. Từ 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 để anh hứng đã. Ai ôi giời ơi, toàn thứ nhất cái xe nào? Đi đây. Ôi giời ơi. Chụp ảnh không? Chụp ảnh không? Bao nhiêu lạc chặt thế rồi? Nó chân đôi lọ chân lọ. Cứ su cơ phúc bay đây su cơ mong nào đây phúc là ba su bay kìm. Thịt dê sắp được rồi các bác ạ, chuẩn bị thôi vào mâm nhá các bác nhá. Làm miếng thịt dê nhá, thái miếng to tí. Các bác ơi, thịt dê này nó không biết tả thế nào nhỉ, mình đã được ăn bao giờ thịt dê nướng cẩm tảng này đâu. Nhìn nó cũng vàng rộp giống như thịt lợn ở cái vỏ ngoài. Ui dồi ôi, nhìn sướng thế. Đẹp thế. Nhìn này. Ui dạ, ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi, ăn xong uống ngụm rượu ngần nóng vào cổ đấy các bác ạ. Ăn trước nhỉ? Ăn trước à, không được đâu. Mang thịt dê ra đi. Đâu đâu, từ 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 từ, giơ đây, giơ đây, giơ đây. Đấy, bỏ đi. Bỏ mâm đi. Để đâu đấy? Để giữa đi. Đấy đấy, đấy để đấy. Ý bảo nhà không. Ô cổ đấy. Ú to thế. Ôi chết tôi, mưa ở màn này. Đến sang bếp để bảo à. Ông nhỉ? Ăn đi anh em ơi. Làm miếng thịt dê đi, tao làm miếng bé bé thôi. Thế nhỉ? Ui. Chép chả làm bé. Ui, chống hết cái này rồi. Chầm chéo. Rồi chầm chéo rồi. Chỉ lở ngò chỉ được cái miếng này thôi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi anh em ơi. Thịt dê nướng cả tảng cái này cơ mà. Để ông thêm ông tán đã. Ôi giời, cái này phải chê đôi chứ. Chiếu hết pi tên mù kiên trình, gì mà chưa cả. Hết nhắm chạy. Nhưng mà da nó có vẻ là dai đấy nhỉ. Chỉ là như đẹp nhưng mà dai. Da đẹp nhưng mà dai lắm, nó không giòn như thịt lợn đâu nhỉ. Rồi, nhưng mà dê già thì chẳng phải dai à. Mùi dê nặng. Các cái này nặng. Chấm ớt cây cây này mới ngon. Các cái dẹp bình là bông. Mùi khá nhỉ. Ăn thịt dê uống nấm ngọc cẩu này thì đúng là dê đi với nhau đấy. Chiến vịt ra bên kia không tán. Cái da dê này thì nó không không giòn như là da bì lợn, nhưng mà nó lại ăn nó dai dai, ngon ngon, dai giòn, dai mềm đấy. Thế còn cả cái thịt nạc thế này thì tôi thấy ăn nó mềm hơn ngày xưa anh em tôi nướng ở trên chỗ cao nguyên kia đấy. Đấy, ăn nó không biết dai ác nhỉ, nhai lâu thì ngọt, nhưng em nói anh Thinh nhá, nhai bà cụ kia còn khổ với anh em bọn em đấy, không nhai được. Nó cứng quá, mình không nghĩ ra mà. Có mẹ không? Cơm mẹ anh được không? Không có. Làm cho anh kiểu. Này các bác nhìn anh Thinh, bỏ rồi. Say ở đây. Ngon nhỉ? Ăn này ngon đấy. Ta phải cầm thế này này. Cái này hôm nào cho Việt xem này. Việt thì về. Lâu lắm rồi đấy. Muốn tham gia rồi đấy. Anh thêm đang nhắc cứ bảo thằng Việt mà xem này, thằng Việt chắc là cáu lắm mà thèm. Việt ơi, bọn tao ăn trước nhá. Còn anh em ở mọi miền thì cứ uống đi, uống đi lấy bia ra luôn thôi. Hỏi thăm anh Việt đi nhỉ. Anh Việt ơi, bây giờ đang làm gì đấy? Giờ này nghỉ về chưa? Lên mùa. Lên vui cùng chúng em đi. Thôi cảm ơn các bác nha, anh em tôi hôm nay liên hoan như thế đã. Còn ngoài kia anh em vẫn đang uống rượu. Cái nút vàng này tôi sẽ treo tại cửa hàng như đã nói vừa nãy. Các bác cứ nếu mà có dịp ghé thăm cửa hàng, vui lòng lấy xuống, chụp một bức ảnh. Đây là công sức đóng góp của tất cả các anh em, cả các bác nữa. Nên là của tất cả mọi người, tôi sẽ treo tại cửa hàng các bác nha, để chụp ảnh cùng kỷ niệm với nhau. Còn đêm nay chúng tôi sẽ ngủ đây các bác ạ, nha các bác nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.